trái dưa leo này quá trời bự rồi. Trái này dưa leo gốc nè. Tháo cái dầu ra. Thôi nó túa vậy đó. Con mình vô chậu nó tốt quá trời tốt luôn. Mình xin chào cả nhà nha. Trời ơi, bắt chồng bẻ quá trời chồng ơi. Nhiều luôn. Má phà. Ăn được chưa? Bẻ dữ nè. Bẻ đi, bẻ đi nữa mình luộc mình ăn. Luộc tối mình ha cho mình rồi ăn. Không già tưởng nó chưa dần bẻ. Trời vậy đó hả? Ồ, lá nó héo chân rồi nè em. Lá này ta già nó héo vậy chứ phải là tại sâu ha. Ừ. Dạ. Ôi. Đó. Dần bẻ rồi. Rồi bẻ vô ăn. Bẻ vô. Ồ, không già tưởng chưa dần bẻ chứ rồi già hết rồi. Đây nhóc luôn chồng ơi. Nào. Hôm nay dần bẻ hết rồi. Cái bắp này cũng tới lứa thu hoạch rồi nè cả nhà. Nó vàng vàng hết trơn rồi. Bên kia thì mình mới trồng lứa mới. Ông ơi. Ơi. Không, cô trái này thử coi vàng bẻ chưa? Vàng. Hả? Có vàng không? Đúng không được rồi. Vàng bẻ rồi nè. Ủa ngon rồi em à, ngon rồi, được rồi. Ờ, trứng và hộp rồi nè. Dữ rồi ha. Quá trời nè, đã quá trời nè. Dù bắp này ngon quá à các bạn. Không quá trời ngon à. Đi bằng vàng bẹ nè. Bữa này luộc ăn là ngon lắm á, ngọt ngay luôn á. Thôi bây giờ em bẻ thôi, bẻ nhiều quá ăn đâu hết đâu, bẻ thôi. Hôm bữa bẻ nhiều rồi mai em vô lo nấu cơm ăn nữa kìa, ở đây bẻ hoài tối hù. Bữa nay tối lắm mình ạ. Hồi chắc sợ thôi, mấy cái bắp già già này vợ làm bắp xào á. Ở chẳng còn miếng tôm khô kìa, xào ăn ha. Xào tối vợ chồng ăn nhanh như đỡ buồn, luộc mớ. Hôm nay trứng nè chồng. Rồi. Bỏ đi gác đi ơi. Quá trời ngon nè. Dạ, quá đã. Trời ơi, trái nào như trái nấy vậy trời. Màu đẹp dở à. Cái này làm sữa bắp uống cũng ngon nữa đó. Nha. Ôi, quá trời ngon nè. Bữa nào chắc mai chiều gì bẻ ngớ làm sữa bắp uống cho nó mát. Bổ á. Rồi học điều gan à cái gì. Đó nè. Không ra bẻ nữa. Ôi nhiều đồng đủ rồi. Mày bẻ nhiều nhiều, nhiều mà nó có hết. Bắp mình nãy giờ mình này dạ dòng mình mới bẻ có chút xíu còn nhiều đó. Còn rất là nhiều luôn á. Này bạn, rất là nhiều luôn nè không? Cái bên này nhóc nè. Nó núp lùm á. Nhiều lắm, nhưng mà tại mình chọn mấy cái dàn bẻ mình ăn thôi. Nó nhóc luôn quá trời. Nhiều lắm. Ờ, nhóc luôn. Thôi em à, bẻ nhiêu đủ rồi, ăn không hết đâu. Dạ không có bẻ nữa, mà giờ thấy ham. Ham gì mà ham biết. Nhiều quá trời, nhiều là hai chồng là tối nay ăn là mệt nghỉ luôn rồi nè, còn đòi bẻ nữa kìa các bạn. Bữa mai mà chồng mà đẹp thế. Cái bông này mới đẹp. Thấy không? Ừ, bông mới đẹp. Nè. Bông đẹp nè. Tết nay là nhà mình nở bông gà, cái này không rất là đẹp luôn. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Cây nó mới đẹp á. Cây đẹp. Này bông cúc hả ta? Này bông cúc không? Không, cây bông này không biết, giờ không biết cái bông gì, bông cúc đó. Bông cúc nó mới ra nụ đó, thấy không? À, cúc đây hả? Ừ. Đây cúc nè. Đây cúc nè, cây nè. Ồ, bông cúc nè. Sắp sửa rồi. Đây trồng qua ha, nhà cho nó đẹp, đẹp nhà, đẹp cửa, tươi. Thấy gì hành vợ chồng tốt rồi chồng ơi? Tươi tắn như qua, hành hả? Ừ. Hành ra bẹ nè ha, chồng có kinh nghiệm rồi đó. Hành tốt nè. Em trồng cái lứa hành trước đó, nó xấu quá à. Hành này hành này nở bụi nè. Nở bụi mà xanh ha. Trời thấy nở bụi. Hôm vợ chồng có ba tép à, bây giờ nó nở ra. Nhóc luôn một bụi rồi đó. Hay là lần trước mình trồng dày quá ta? Phải chưa có kinh nghiệm. Cây ổi có trái nào? Không có bông chứ. Có bông rồi. Chưa có trái nữa. Coi xem sự có trái. Phát triển cao rồi. Xem sự có trái cây vậy cả nhà. Xà lách 3 ngày nó ăn được rồi đó. Xà lách này đại nó ăn được mình chim bánh xèo mình ăn không? Hả? Chim bánh xèo ăn bữa đây. Bánh xèo hả? Ừ. Chim xèo lại, thèm xèo lại rồi.
Xà lách này lại nó bự bự là một vợ chồng mình chi bánh xèo ăn á cả nhà. Ô còn đây là cây xanh nha. Cái ngọt. Ô, cây ngọt hả? Bên kia cây xanh. Bên này cây xanh. Thôi để cây xanh bự rồi hả chi bánh xèo em ơi. Cho nó ăn lượt luôn. Cá muống bự rồi kìa. Đám cá muống nè các bạn. Tại vì mình không có trồng nhiều. Hôm trước mình trồng nhiều quá, rồi mình ăn không có hết á. Nó già bỏ uổng hết sức luôn. Mà ý là mình có cắt cho bà con vòng vòng ở xóm này người bón bó chừng đó, mà nó không có kịp, nó già uổng lắm. Bây giờ mình rút kinh nghiệm mình trồng đám đủ ăn thôi. Cái đầu cái ăn càng tàn cái mình trồng thêm đám mới. Là đây như là đây cây ngọt nè. Mơ chắc chở ra bằng cỏ quá, quá trời lên cỏ. Cây ngọt rồi cả nhà, quá đẹp rồi. Anh con đâu vậy? Mày sao? Mày uống chút hơn. Không chịu ngồi thôi đi, chị ra đi, xấu quá. Đi 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 sống lột quá bắt rồi đãi á già mẫu nha mày ơi đuổi nó thôi. Mình bẻ được nhiêu đầu gồng nè các bạn, cái này rất là non luôn á, tại vì nếu mà mình không ăn sớm như vậy á là nó ra nhiều dèo nổi không, nó ra dèo già bỏ uổng lắm. Ai cho bắp luôn à, được gà à, bắp gà bây giờ bắp này rồi em luộc hay lắm đi em xào ăn hả? Cái bự cái già xào cái non non lên luộc à? Luộc ăn buổi tối ha. Và này đậu gồng này hồi mình ăn cơm ha. Cơm chắc gần chín nè em. Gần chín nè. Mình còn keo rét mỡ nè, mới thắng nó giòn gụm nè chồng. Cái này mình xắt thật nhỏ chút đi, mình khô lại mình ăn ha. Khô quẹt á em. Đặng chấm với đậu gồng á. Nhà còn được 4 khô nè. Bây giờ mình đem đi chiên đi. Chiên ăn. 4 khô nè em chiên á. Anh cũng bán khô lắm, chiên khô. Tỏi nó rớt ra luôn. Rồi sao biết chưa? Còn trái xài sống mà chồng. Tính chọn xài ăn ha. Vậy là em chiên khô xong mình trộn xài ăn. Thường người ta nướng mà mình lửa than đâu có nhiều đâu. Của cha đâu có lửa than. Mình đem chiên đại đi. Mình đem trộn xài ăn. Nhưng mà nói em là chiên hết 4 con hay là trộn hết 4 con luôn hả? Chiên hết 4 con đi. Trộn hết 4 con luôn. Ăn cho đã vào. Có trái xài nè. Cái hòm mình gọt cái dưa leo kìm vô luôn. Ăn cho nó giòn giòn. Tối đó em làm đẻ ra để không kịp nha. Bây giờ xay qua đi bằng tép này tép gì tép mỡ. Tép mỡ. Tép mỡ. Còn không biết tép tép gì. Ồ nó còn giòn gụm luôn cho mấy. Mới thắng mà. Ồ nó giòn nó cứng luôn nè. Cái này á, tép mỡ này nó có vừa thịt vừa mỡ nè, ăn ngon. Giờ mình sắc ra ăn ít thôi, mình đem đi khô ăn. Ngon quá trời ha. Này mình bẻ ra để trong hũ chắc không hư nữa em ha. Mình ăn cái cá gì mình bỏ vô. Trời ơi, mỡ vô ngụm luôn à, cả nhà ơi, quá ngon nè. Này có thịt nè, nó dẻo. Nó nghe vợ mình tả không khô khô quẹt mà chấm đầu gồng rồi là thấy chảy nước miếng rồi đó cả nhà. Chảy nước miếng rồi. Cái ăn gì đi đỡ nha chồng. Đỡ đi, chứ tối quá rồi. Giờ ngụm em ha, đã ha. Chắc không ra luôn. Chắc bự bự đại đi. Chắc bự bự đi, nó còn teo lên em. Nó khó nó teo lên. Bao nhiêu ăn được rồi chồng ơi? Bao nhiêu ăn được rồi. Tối à, mình nấu ăn nguyên ngày đó. Bây giờ mình cho ra chén. Mình coi cơm chín chưa, mình xem qua mình làm liền. Mình lấy 4 khô này mình rửa lại đi, mình phơi, mình phải rửa lại. Rồi mình đã đem đi chiên. Cũng hơi khô khô rồi. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô, mình chờ đợi mình chiên khô. Giờ khô này mình cũng rửa sơ qua nè. Rồi bỏ vô chiên. Ta làm gỏi á, người ta nướng á. Cái này mình chiên, tại mình có khô. Cô nó vàng rồi nó giòn rồi. Cái này hồn mình bé ra mình chọn xài là ngon.
thơm phức ha, thơm với trời em. Em có em bóp gia vị không? Có. À, thơm quá. Giờ mình bắt cái ơ lên mình kho bếp mỡ. Cái này nó hơi lâu nóng, để cho nó nóng nè. Giờ mình để cái nồi đó cho nó nóng, mình xay qua mình bào trái xoài này ra. Cái nồi nó giòn lắm. Này mình đang xài trộn khô. Khô này là khô cá lóc. Thấy tưởng nó chín rồi đâu, nó còn giòn gụm mà. Vào nồi từ giờ mình bắt cũng nóng rồi. Mình cho đường vô để mình kho tép mỡ. Mình cho đường 2 muỗng rưỡi rồi. Mình cho nửa muỗng bột ngọt vô. Hạt nêm vô 1 muỗng. Rồi mình cho 3 muỗng nước mắm vô. Xoài quá trời xoài vậy mà. Mình cho nửa muỗng tiêu vô. Rồi mình cho hành tím 3 củ vô. Giờ nước này nó cũng kẹo rồi, mình cho tép mỡ vô rồi mình kho. Ngon quá. Gút nước ở trời này, không có nước không? Đúng rồi. Mình cho ớt vô. 2 chai ớt vô. Còn cái này nó cũng thấm tép mỡ rồi đó. Gai tiêu nó không? Gai tiêu nó không? Gai tiêu nó chưa ngon. Tép mỡ nó cũng dẻo dẻo rồi đó. Gai tiêu miếng tiêu đi. Bây giờ mình nhắc xuống. Chồng mình ăn thêm nhiều, mình cho thêm nửa muỗng nữa. Tiêu gì nó thơm ngon. Còn điểm ăn ấm bụng. Bây giờ tép mỡ cũng chín rồi. Giờ mình nhắc xuống thôi. Giờ vô leo với xài mình cũng bào rồi rồi. Bây giờ mình xé khô ra đặng mình trộn. Giờ mình xé bằng tay luôn. Rửa tay chưa? Rồi, nãy sao rửa xài đó. Thấy là bộ á. Cá lóc này thịt không à. Mình xé miếng bự bự đi, ăn nó ngon. Dạ ha. Cái này nó hơi dẻo dẻo. Tại vì mình mới phơi có 1 buổi á. Dẻo dẻo ngon. Cái này cá lóc ruộng á các bạn, giờ mình mua về rồi mình xẻ rồi mình phải khô chứ không có mua ngoài chợ, tại vì nuôi cá lóc ruộng á thì nó rẻ, còn mua ngoài chợ thì nó mắc. Ngoài chợ người ta làm sẵn bán mình mắc lắm không em? Mua cá ruộng của bà con người ta đi ra giăng lưới rồi nè, cắm câu rồi nè các bạn, mình mua về mua 3 con gì đó, cái mình để nắng mình xẻ mình phải khô, chứ mình ốp theo cái khẩu vị của mình thích. Giờ mình có chén nước mắm chua ngọt nè, giờ mình cho vô miếng, cho vô 2 muỗng để rồi mình trộn gỏi. Nhiều là hai chồng mình ăn khuỵch luôn à. Giờ mình cho miếng rau thơm vô. Rồi chín rồi đó chồng ơi, dọn chén ăn cơm được chồng ơi. Rồi dọn chén cơm. Bữa nay thấy cái mồi này chắc bắt hơn khô quẹt rồi. Rồi chín rồi mình cho ra dĩa mình ăn cơm luôn. Rồi, xin chào cả nhà nha, xin chào các cô chú các anh chị. Bữa cơm bữa nay cũng hơi muộn lắm cả nhà, tại vì công việc, tại cái máy điện thoại mình nó hư lên hư xuống á, rồi phải sửa này nọ, rồi xong về mình làm công việc rồi giặt ba cái bóng đèn này nọ mình thay cho rồi, để cho nó sáng nhà sáng cửa các bạn ơi. Bây giờ cũng đã tối rồi, xin mời các bạn, các cô chú, các anh chị đang xem kênh Bác Lá Tình Quê cùng dùng cơm với vợ chồng mình nha. Xin mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Anh Phi món nào ăn rồi? Này hơi tối. Mình cũng chưa hết ho, mình cũng chưa có hết ho nha các bạn. Các bạn thông cảm mình nha.
uống thuốc đều quá, mình đi chạy gió thôi. Bữa nay thì có cô quẹt là cái món gỏi xoài trộn khô cá lóc. Khô này vợ mình làm nhà, khi hái cái đầu rồng non mình chấm với khô quẹt ăn. Còn còn mấy cây bắp mình nó già quá nè, để đem vô để nhiều quá không biết làm gì ăn. Mớ thì đem đi xào với tôm khô với bơ với trứng, còn một ít trái hơi non non à, rồi mình đi luộc để chút xíu rồi phi phi hai chồng mình cạp ăn em ha. Ha, đừng buồn ha, tại đây đâu bán gì đâu các bạn. Ngon ngon, ăn chưa thử các bạn. Xài vừa ăn à, không chua mấy. Ôi em lụm cô bự quá vậy. Ừ, mềm luôn mà. Ừ. Ừ. Khô mềm mà giòn ha. Ừ. Cái thịt nó không có cứng nó như cái khô mà dạo mình bán không, cầm thơ nó nắng không, nhưng bên ngoài giòn giòn là mình chiên á các bạn. Ăn luộc bình luộc không? Thôi mang lên mà. Luộc bình này em bẻ ra hả? Ừ. Em thích ăn luộc bình em ăn, anh có đầu cộng với xào vậy? Đúng rồi, cái khô này kẹp với xài ăn quá trời ngon, chua chua, khô thì hơi mặn mặn, dễ ăn. Đậu vòng chấm khô vẹt ở tay luôn. Cục nước mới cấp mỡ trong ho mà dạo quên đi khô thép mỡ cho ăn. Ủa sao không? Thì nó ho bị ho không đại. Ừ, thép mỡ với thép đồ á. Chờ khô lắm. Ừ, ngon quá. Mình trộn xài mình kìm miếng chua leo vô, nó ngon quá, giòn ngon luôn. Trời ngon á, trời khô cạp lắm. Ừ. Hai khẩu vị này nó làm cho mình ăn nó cảm giác không có ngán. Ừ, ngon quá. Vô ra mình bào mình đừng có ré ruột. Mình bào cũng quanh vỏ thôi, ý không ở ngoài thôi. Trời, hôm nay đứng gió mũi quá. Ngon quá. Không ngon quá, cái gối. Ngon. Ừ. Ngon quá. Cái bớt cơm nha. Bữa cơm này phải nói cái gì cũng đã hết. Tao ăn miếng lục bình nè. Lục bình á. Ừ. Cái này cái đọt lục bình á các bạn. Xung quanh nhà mình nhiều lắm, chín mấy sông nhiều lắm. Mà cái ngó mình để cái ngó cho mình cái ngó luôn em, thì mình luộc hay mình xào hay là mình nấu canh ăn cũng ngon mát. Đã rồi. Ừ. Giòn quá giòn. Tấp mỡ luôn. Trời nó béo. Đã được. Ăn cơm quá giờ bắt à. Dở dang tình đời. Nó đại. Ngon quá. Hết biết tiền tả nó đại. Món này là món ruột luôn, số 1 luôn, ngon quá trời. Nhà đói bụng mà có dĩa đậu gồng với mấy cục tép mỡ luôn, là món ăn luôn các bạn, ngon. Không dính nữa lại. Khô xé miếng nào bự bự gì ăn ngon hết à. Ừ. Miếng đáng miếng. Ừ. Trời ngon quá. Mỡ ngon quá.